Nhìn quái thúi lắm đó. Không, không, mấy cậu lầm rồi. Tớ, tớ không có thúi. Cậu thúi á? Không, tớ nói là tớ không có thúi mà. Tớ cậu ấy thúi á. Gì, là cậu ấy á? Đúng đúng đó, là cậu ấy. Chúng ta có bị danh cậu ấy rồi. Nào, cùng gọi đi. Thúi phấn, thúi phấn, thúi phấn. Nhi, tớ tặng cậu lốc sữa thạch cuốn cuốn sô cô la lúa mạch ngon nhất nách nè. Cảm ơn Phong nha. Ờ Nhi, tớ có quà cho cậu nè. Lốc sữa cuốn bị cam với thạch, dai giòn ngon nhất nách luôn nè. Sữa thạch cuốn cuốn uống ngon nhất nách, nhai vui ớt salad. Cảm ơn cậu nhiều nha Bình. Ờ, cái gì vậy chứ? Cậu chỉ được nhận sữa của một người thôi. Ok, tớ muốn nhận sữa của ai là chuyện của tớ. Không thể như vậy được. Cậu thích chơi với ai thì nhận sữa của người đó thôi chứ. Mấy cậu kỳ cục quá, kệ tớ. Hello Mạnh. À, chào Vy. À, này cậu xinh đẹp quá. Ngại quá. Bây giờ nó là của tớ rồi. Nhi ơi, cậu lắp ráp mô hình chấp chấp cực ngọc cùng với tớ đi. Hay là cậu thích tấm thuốc xinh xắn, tớ có luôn nè. Lắp dễ lắm, có tờ giấy hướng dẫn sẵn luôn. Tớ đã sang trong chương trình khuyến mãi từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 30 tháng 6 2024 đó. Ok. Cũng phấn đó hả? Còn lâu tớ mới chơi cậu. Có người sẽ bị loại bỏ khỏi thế giới này vì phần trăm ngoan không còn nữa. Vui ghê. Loại bỏ khỏi thế giới là sao? Năm nay, chính phủ sẽ kiểm tra trong 3 tháng phần trăm ngoan hoặc hư của mọi người. Ai hơn 50% ngoan sẽ được giữ lại, còn ai hơn 50% hư sẽ bị loại bỏ. Tại sao họ lại làm vậy? Hư hỏng có xíu thôi mà, có là vấn đề gì đâu. Hay, những người như cậu sẽ gây phiền toái tới những đứa trẻ ngoan như tớ đó. Và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến xã hội, nên phải vậy thôi. Ê, cái đứa hướng này, đang nói chuyện chưa xong mà, ai cho cậu đi. Sao nữa, muốn nói gì với tôi nữa? Giờ tớ phải làm sao để không bị loại bỏ khỏi thế giới? Bỏ cái thói làm khùng làm điên, bắt nạt bạn bè hay giận dữ chửi bới đi. Làm việc tốt, giúp đỡ mọi người nhiều lên đi. Tớ là tấm gương đây, có thể học theo tớ. Cậu là tấm gương ư? Xin lỗi cậu vì trước đó tôi sự thô lỗ với cậu. Rồi sao, nó có nhảy phần trăm ngoan cho tớ đâu. Cậu có thực sự thành tâm với câu nói của mình chưa vậy? Cậu nói cho có thì có cái địch nhé. Ghê á. Này, cậu là người đầu tiên đã đặt cái biệt danh túi thuấn cho tớ. Mấy năm nay ai cũng gọi tớ như vậy. Nhờ cái biệt danh xấu xí mà cậu đã đặt cho tớ, giờ không ai dám chơi với tớ nữa. Tớ muốn chơi với các bạn nữa cũng không được, vì ai cũng nghĩ tớ thúi thật hết đó. Một năm qua, tất cả các bài tập nhóm của tớ đều bị ăn trứng vịt, vì không ai chịu làm nhóm với tớ. Tớ luôn phải xin thầy cô cho làm riêng để được có điểm thay vào đó. Đã rất lâu, chưa có ai gọi đúng với cái tên Tuấn của tớ luôn đó nhỉ. Cậu vui chứ? Tuấn à, tớ thành thật xin lỗi cậu. Giờ này mới chịu xin lỗi thì quá muộn rồi. Tuấn, Tuấn, khoan đã. Thôi. Tuấn, là Tuấn. Tuấn, đã tới đã. Đủ rồi, đừng có nói chuyện với tớ nữa. Có rất nhiều người phải xin lỗi. Phong với Bình ơi, cho tớ xin lỗi vì hôm bữa không khách với mấy cậu. Hôm nay tớ tặng cho mấy cậu sữa thạch cuốn cuốn sô-cô-la lúa mạch ngon nhất nách nè. Phong, tớ tặng cậu sữa thạch cuốn cuốn sô-cô-la lúa mạch. Được nhân 3 lần sức mạnh giúp cậu cao lớn, mạnh mẽ vượt trội và trí não tập trung gấp nhiều lần luôn đó. Bình, tớ tặng cậu sữa thạch cuốn cuốn vị trái cây cam giúp hỗ trợ miễn dịch nè. Được rồi, tớ không thích cậu nữa. Tớ cũng vậy. Vì à, tớ xin lỗi cậu nha. Vì trước đây dự đồ chơi của cậu, tớ đã uống rất nhiều sữa thạch cuốn để có nhiều bộ ghép hình sáng tạo nè. Tớ cho cậu hết đó. Còn đừng có giận hay ghét tớ nữa nha. Tại vì lúc đó tớ chỉ ghen tị khi mà chỉ chơi với một mình cậu thôi. Được rồi. Tuấn, nghe tớ nói này. Tớ có một điều quan trọng cần phải thông báo. Cái gì thế? Ok. Mọi người tập trung. Ôi trời, cái gì? Tớ có chuyện quan trọng muốn nói với Tuấn. Tớ xin lỗi Tuấn. Mọi người ở đây ai cũng biết Tuấn với biệt danh là Túi Thuấn. Nhưng sự thật,
Tuấn không có như vậy. Nên mọi người đừng nghĩ như vậy nữa. Hồi bé, tớ có đặc biệt danh cho Tuấn là Túi Phấn. Vì lúc đó tụi tớ chỉ chọc ghẹo nhau thôi. Nhưng mà bây giờ lớn rồi, mọi người đừng gọi Tuấn là như vậy nữa nhé. Tuấn, tớ rất mong cậu tha thứ cho tớ. Và còn một điều tớ muốn nói với cậu là chúng ta hãy trở thành bạn thân của nhau nhé. Gì chứ? Cậu thật sự muốn làm bạn thân với tớ á? Đúng vậy. Nhi này, tớ bỏ qua hết cho cậu đó. Tuấn. Mà cậu gần được 50% ngoan chưa? Còn bao nhiêu nữa mới đủ? Phải hơn 11% nữa mới đủ. Cố lên, còn một chút nữa à. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Phong với Bình, có quà cho hai cậu nữa nè. Bộ ghép hình sáng tạo. Tôi phải mua 4 lớp sự thật cuốn cuốn mới được á. Thích quá. Vì à, sự thật cuốn cuốn thì ngon nhất nát luôn á. Tớ tặng cậu nè. Gì nữa đây? Tớ tặng cậu sữa á. Cảm ơn cậu nha. Còn 1% nữa thôi. Tuấn ơi, tớ còn 1% nữa thôi là thoát khỏi danh sách bị loại bỏ rồi. Vẫn chưa đâu, phải đủ 60% mới nhỉ. Sắp ngày lên dĩa rồi, không biết là phần trăm ta lên kịp không. Nhi à, cậu làm được á, tớ tin cậu. Cảm ơn cậu. Chăm, lại đây uống sữa sạch khuôn khuôn sô-cô-la lúa mạch của tớ nè. Được nhân 3 lần sức mạnh. Cao lớn, mạnh mẽ vượt trội, trí não tập trung, cung cấp năng lượng cho cậu siêu đỉnh. Tớ biết sữa đây là sức nhé. Thế, tớ cảm ơn cậu. Mình làm được rồi. Tuấn ơi, tớ làm được rồi. Wow, chúc mừng cậu, tớ vui cho cậu quá. Nhờ có cậu động viên á, nếu không chắc tớ bỏ cuộc từ lâu rồi. Giờ cậu làm tốt đi chứ. That's just shit, I'm all been a part of you.